máy nổ nó các bạn. Rất là êm. Và các bạn thì đây là cái con mà có lý là mình nãy mình giới thiệu ngay từ đầu. Thì đây là cái con Future. Future đầu đầu đúng anh? Tầng 1 nè. Con này dòng này rất là hiếm luôn. Con này là riêng nguyên con nè. Hello, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái lô mà Dream Thái này, Spare mới về các bạn. Thì số lượng về cũng rất là nhiều. Nhiều anh em đã mua xe ở đây rồi. Thì đây là cửa hàng 8 Phước nha các bạn. Địa chỉ là 935 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Số điện thoại là 0909 523 555 ha các bạn. Thì xe về rất nhiều, mình sẽ test từng con cho các bạn ha. Đó. Và đặc biệt ở đây thì cũng có rất là nhiều xe luôn, Funeo nè. Đợt này cũng có Future đời đầu nữa nè. Rồi có gì mình sẽ quay chi tiết từng con ha. Giá ở đây thì cũng có nhiều con rẻ, nhiều con cao, nó tùy thôi. Tiền nào của đó mà các bạn chơi, nếu mà những bạn nào chơi dòng Vinh Thái sẽ hiểu. Rồi, đây là những cái mà gọi là cái gì ring của nó này, tháo ra từ để cho quay mình coi cái mà độ ring của nó ở bên trong á. Ok, thì chắc là giới thiệu con này trước á. Con đây là Super Dream anh vô anh đọc bằng số giúp em á, 27 triệu. Con này là riêng nguyên con nè. Đó, con này Super Dream riêng nguyên con nha các bạn, chưa rớt đầu, chưa hề một cái gì cả. Đó, mà để máy anh để giúp em. Lâu quá không đề các bạn. Thấy sạch nha. Ok, thấy sạch thôi. Thôi được anh. Biển số đâu anh? Biển số thành phố. Con này rút hồ sơ được không anh? Thì ngay chủ luôn nha các bạn. Thì đó, đây là con Super Dream riêng nguyên con. Giá là 27 triệu. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ tới mà mua. Rồi, tiếp theo là con Dream Thái. Từ 94 38 triệu con này rớt đầu anh. Rớt đầu rồi nha các bạn. Nhưng mà đầu kia rớt duy nhất, cắm đèn bu biết duy nhất. Vấn đề là đồ ring nó nằm lên xe, chứ còn nhiều lúc xe chạy nhiều thì nói chung là đầu rớt phải làm lại thôi. Đó. Rồi. Máy móc của nó các bạn. Con này biển số đâu anh? Biển số thành phố. Giá của nó nhiêu anh? 38 triệu nha các bạn. Thì mình khẳng định với các bạn là không có đâu mà bán gọi là Dream Thái này và Super Dream qua ở Tam Phước này. Thì Tam Phước nếu mà ở Thủ Đức là nói chung trùm về Dream Thái và Super luôn. Và trước City rồi nữa, nhưng mà City lâu lâu mới có cúp nữa. Nhưng mà dạo này cúp nhiều anh em hỏi quá, mà cúp thì gần như không có nữa. Đợt này hết luôn các bạn. Rồi, tiếp theo là con Dream Thái tiếp này. 38 triệu luôn anh. Con này cũng rớt đầu luôn à? Rớt đầu rồi. Nhưng mà đồ ring trên xe cũng còn rất là nhiều luôn. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn chơi xe, tại vì vấn đề ở đây á, những cái dòng này là những người mà thật sự muốn chơi à. Chứ còn nếu mà những người mà không đam mê, không biết gì về Dream Thái thì cứ nói thôi. Biển số đâu anh? Biển số Bến Tre. Dạ? Bến Tre. Bến Tre nha các bạn, 71. Con này rút hồ sơ được không anh? Được. Rút hồ sơ được luôn nha các bạn. 38 triệu. Rồi, tiếp theo là con Dream Thái. Ngay chủ luôn. Con này biển số đâu anh? Biển số thành phố luôn. Đó. Chắc con nhiều bạn hỏi tại sao mà xe bản số thành phố rất là nhiều. Đồ rất là êm luôn các bạn. Nước sơn ring đồ vẫn còn ring, đồ ring rất là nhiều. Con này giá nhiêu anh? 32 triệu. Con này cũng rất đầu anh. Rất đầu nha các bạn.
bao nhiêu? 32 triệu. Đó, thì đại đa số là xe ở thành phố, lý do là trước á là chỉ còn xe thành phố người ta sử dụng xe này, thì tới cái thời điểm này nó mới còn ngon như này thôi. Còn đối với những cái vùng ví dụ như ở ngoài Bắc hay là ở quê đồ á thì chạy thì đất đỏ đồ bám thì nói chung là hư nhanh, nó ít còn mới được như này lắm. Nên độ mà nói về rim thái Spare mà ở bản số thành phố thì nhìn luôn luôn mới á, nhiều người người ta mua về để chơi trực kiến các bạn. Rồi tiếp theo là con rim thái. Đó, con này là gọi là riêng nguyên con này. Đó, các bạn nhìn này, riêng nguyên con. Đó, quay kỹ như thế á. Con này biển số 50R1 9897. Đó, mấy cái con quay kỹ cho các bạn. Rồi các bạn nhìn tiền bù của nó đi. Con của 85 triệu riêng nguyên con. Nó rất là êm luôn. Đó, thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì cứ liên hệ cái địa chỉ với số điện thoại mình để bên dưới nha. Con này cũng 85 triệu riêng nguyên con luôn. 50 đầu. 50 đầu à? 50 đầu. Không có tiền quá. 50 đồng dòng này là hot nhất ra. Thôi các bạn nhìn đi, cái độ đẹp của chiếc xe á. Đầu nồng nó mới cứng luôn, chưa rớt luôn hả? Chưa rớt thì ngon mà. 85 triệu. Rồi. 85 triệu nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Đó, biển số 51 ha. Hai tiếng bu của nó nha các bạn. Đó, 85 triệu. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn chơi thì cứ liên hệ qua số điện thoại là 0909 523 555 nha các bạn. Rồi, con này 20 triệu. Rồi. Con này cũng con này cũng mới về nhưng mà con này bao tranh chấp thôi cho các bạn chứ không có hồ sơ nha. 20 triệu. Sửa xíu gì nữa. Dạ. Tách máy còn mình gì cho em anh. Đó. À tiền bù của cái con 20 triệu con mới vừa về luôn. Triệu thôi. Các bạn nhìn đây, chiếc xe rất là đẹp luôn. Đó, 20 triệu con này thì chỉ bao tranh chấp thôi nha các bạn, chứ còn không có rút hồ sơ. Đó, thì mình vừa lướt qua cái dòng điện thoại rồi còn lại mấy con nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn. Và đặc biệt thì đợt này có Future đời đầu á, nhìn đẹp cực kỳ luôn. Rồi tiếp theo là con rim thái này, con này rút hồ sơ rồi nè các bạn. Con này bạn đợi tí á, con này rút hồ sơ rồi. À, nhiều lúc cái độ đẹp của nó các bạn tới những người mà chơi đam mê á người ta mới nhìn ra, nó còn thích mới biết được. Đó thì cái con này á thì quý anh chị và các bạn nào mà muốn mua thì các bạn mua thì về chỉ bao bằng số thôi.
máy nổ nó các bạn. Con này 95 triệu nha các bạn. Con này cũng nguyên con. Đó cái nước cái sườn của nó mất mà. Nước sơn ở trong sườn nó vẫn còn mới là các bạn biết rồi. Đây là lý do là tháo ra cho quý anh chị và các bạn xem á để xem cái độ ring của nó. Đó. Chưa rớt đầu. Con này giá 95 triệu nha các bạn. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ ra quay thêm một số chiếc. Đại khái là những cái chiếc dòng phổ thông ví dụ như mười mấy triệu rồi đó. Rồi các bạn, tiếp theo là một cái con Super Rim. Con này cũng xin mới về nha các bạn. Dạ. Đó, cũng biển số 52 luôn, 8619. Con này riêng nguyên con hả? Bao tranh chấp nha các bạn. 20 triệu. Đó, thì đây là những cái dòng xe thường. Đó, nó nổ các bạn, rất là êm luôn. Hay không? Vì nguyên con luôn mà xe đẹp ghê lúc tại mua giải bán được lẻ chứ có độ đẹp không? Đó các bạn nhìn đi, bóng lốn. Đó, đây là chiếc Super riêng nguyên con mới vừa về, giá của nó là 20 triệu. Con này chỉ bao tranh chấp thôi nha các bạn, không rút hồ sơ nha, giấy tờ thì cũng cập vẹt đầy đủ.
Và các bạn thì đây là cái con mà có lý là mình nãy mình giới thiệu ngay từ đầu. Thì đây là cái con Future. Future đời đầu đúng không anh? Đời 1 đó. Đời 1 nè. Con này dòng này rất là hiếm luôn, con này là riêng nguyên con nè. Hôm trước có một con màu xanh cũng riêng nguyên con đăng lên là mất liền. Hôm nay cũng về lâu lâu mới về được một con như thế này. Con này riêng nguyên con. Đó, các bạn nhìn đi. Future đầu 1 nha. Nói chung là thuộc dạng hàng hiếm mà, đâu phải lúc nào cũng có đâu. Bạn nhìn này, chi bụi tí, tại chưa có rửa nha các bạn, bụi bẩn tí thôi. 21 ngàn. Nổ gần như không nghe tiếng bô các bạn. Đó, thì con này là giá của nó là 20 triệu. Đó, Future Future đầu 1, 20 triệu. Thì quý anh chị nào muốn mua cái con này thì liên hệ. Nó nổ mà đứng không nghe tiếng nè. Cho các bạn, nó đang nổ ấy. Đang nổ mà để cái này không nghe tiếng gì luôn. Ghê thiệt. Đó, nó đang nổ nha các bạn, chứ không phải nó hồng đâu. Để sắt luôn. Ghê quá. Đó thì mình vừa lướt ra cho quý chị và các bạn. Thì quý chị và các bạn nào muốn mua thì liên hệ qua cái số điện thoại là 0909 523 555. Cái địa chỉ là 935 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like và một share để ủng hộ kênh của mình.